chiều hôm nay thứ năm tuần thánh với thánh lễ tiệc ly chúng ta bắt đầu tam nhật vượt qua trong ba ngày thánh trọng đại này giáo hội mời gọi mọi người chúng ta sống lại đích điểm cuộc đời chúa giêsu biến cố tự nạn và phục sinh đây không phải chỉ là tượng niềm về một biến cố trong quá khứ nhưng là cùng thông chia vào vinh quang thập giá chúa giêsu đấng đã chịu đóng đinh vào thập giá đã chết và đã sống lại. Chiều nay, Giáo hội cử hành bữa tiệc ly của Chúa. Trong bữa tiệc ấy, Chúa đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ để dạy cho chúng ta bài học khiêm nhường, bác ái. Chiều nay, hội thánh cùng cử hành việc Chúa Giêsu thiết lập thừa tác vụ linh mục và bí tích thánh thể. Vì thế, Lời Chúa hôm nay là một lời ca ngợi tình yêu vô bờ của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô. Trước khi từ biệt các tông đồ, Chúa Giêsu đã thiết lập niềm tích mình và máu thánh để Ngài ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế và tiếp tục hiến tế cứu độ cho mọi người ở mọi nơi và mọi thời đại. Tham dự thánh lễ chiều nay, chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu sống bác ái khiêm nhường và phục vụ mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, để biểu lộ lòng biết ơn sâu xa với Chúa Giêsu vì món quà cao quý người ban tặng là chính mình và máu thánh người, chúng ta cùng đến thờ lại và ở lại lâu giờ bên Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Với những ý này, Chúng ta cùng hiệp dân thánh lễ tạ ơn với Chúa Giêsu mục tử, đứng vì yêu thương đến hiến mạng và nên của nuôi dưỡng nhân loại chúng ta. Và giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với việc cung nghìn dầu thánh. Xin mời cộng đoàn đứng hướng về cuối nhà thờ.